chào mừng tất cả quý vị các bạn với các video của Điện Máy Cường Linh. Thì với những cái thân cố, thân khúc cây, thuốc dạng gỗ tươi hoặc là dạng thân cây cứng, thì bà con bình thường thái bằng tay nó cực kỳ là vất vả cũng như là tốn thời gian khá là lâu. Thì bên Điện Máy Cường Linh xin giới thiệu đến cho bà con giải pháp là máy băm chặt cây thuốc nam, thuốc bắc, dạng thân cây, dạng dây, ra lát hoặc ra theo dạng khúc. Đấy, nó có hai đầu, hai chức năng. Thì bà con thì sử dụng sẽ nó sẽ đa dạng hơn những cái dòng máy trên thị trường. Đấy, thì ngay đây trước mắt cho bà con là hai dòng máy, vừa là máy lớn vừa là máy nhỏ. Đấy, máy lớn thì nó sẽ có công suất nó thái cây từ đường kính từ 9 đến 12 cm. Còn cái dòng máy nhỏ thì nó thái những cái cây có đường kính từ 7 đến 9 cm. Đấy, hai con thì nó có hai phân khúc sử dụng như thế, một cái nó thái từ 9 đến 13 và một cái nó từ 7 đến 9. Đấy, thì bà con có thể cân đối để mình sử dụng. Đấy, máy thì sử dụng chung cơ cấu motor là motor 2,2 kg hết. Đấy, toàn là motor 2,2 kg. Motor này là motor của Trần Hưng Đạo, motor Việt Nam. Đấy, thì máy sử dụng motor 2,2 kg nhé. Đấy, vòng tua là 1400 vòng một phút, 2900 vòng một phút. Đấy, motor là 3 ngựa 3 HP. Đấy, dòng là motor là Trần Hưng Đạo. Đây, bà con có thể thấy nhãn hiệu nó rõ ràng này, cũng như là có cái dòng chữ điện cơ Trần Hưng Đạo nó được in nổi ở trên này. Đấy, giải pháp cho mọi chuyển động, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV điện cơ Trần Hưng Đạo. Đây, máy thì được dán tem hàng Việt Nam chất lượng cao nhé, nên là bà con cực kỳ yên tâm về chất lượng. Đấy, còn máu máy thì có cái màu trắng sứ như thế này, nó cũng khá là cực kỳ, cái nước sơn khá là đẹp. Đấy, thì đấy, còn máy thì sử dụng cơ chế truyền động qua phần bánh đà. Bên này thì nó motor nó dẫn động lên phần buli này. Buli nó sẽ được kết nối qua một cái trục. Cái trục này nó có cái bề dày, nó khoảng độ tầm đường kính nó khoảng độ tầm 3 đến 4 phân, khá là dài, khá là to. Đấy, cũng như là đặt lên hai vòng bi lớn. Kết nối qua cái phần bánh đà. Đấy. Thì là nó sẽ trực tiếp cái phần bánh đà này, trên cái phần bánh đà này nó sẽ có cái phần dao. Thì nó sẽ chặt trực tiếp chặt những cái thuốc nam, cây thuốc nam, thuốc bắc của mình. Đấy, những cây thân gỗ. Đấy, bánh đà này cực kỳ dày và nó là lớn á. Thì nó sẽ đảm bảo được cái độ cứng vững chắc chắn của máy. Đấy, còn máy toàn bộ được sơn một cái sơn, màu sơn là sơn chống rỉ, sơn màu xanh lá cây. Cực kỳ đẹp. Đấy, còn máy thì hai dao. Dao bên trong này là dao thái lát nhé, còn bên ngoài này là dao thái khúc. Đấy, thì bà con khi mà muốn mài dao mình có thể trực tiếp tháo từng dao ra, hoặc là mình có thể tháo cả cái bánh đà này ra để có thể sử dụng để mài. Đấy, còn máy thì được hàn cân đối này. Bên trên này có được bố trí hai cái dao thì nó được cân bằng chuyển động rồi, nên bà con cực kỳ yên tâm mình sử dụng, nó không bị rung lắc. Còn đây là cái phần cửa của nó này. Đây, nó có thừa ra một cái phần, nó còn được một phần như thế này, thì nó sẽ giúp cái phần thuốc nó được tì xuống đây, thì nó sẽ cắt những cái lát đẹp hơn. Đấy, chứ nếu như mà mình làm sát ở cái phần mặt này nó có cái khe hở, thì cắt thuốc nó sẽ có cái độ vụn, nó không được theo ra những cái lát đẹp. Đấy, thì bà con chọn máy thì mình có thể chú ý những cái phần như thế này. Đấy, cái con máy nhỏ thì nó sẽ không có bánh xe, còn máy lớn thì nó sử dụng bánh xe đẩy cũng như là có hai phần tay cầm. Đấy, đường kính bánh đà của bánh xe nó cũng, của máy lớn nó cũng lớn hơn. Đấy, máy lớn thì nó có hai phần khóa cài như thế này. Đấy, hai phần khóa cài như thế này. Đấy, máy lớn thì nó sẽ có cái phần cửa xả ở ngay phần ngang hông, còn máy nhỏ thì nó sẽ là ở ngay phần bên dưới máy luôn. Phần bánh đà này thì có cái độ dài rộng nó khoảng độ tầm 50 cho đến 60 cm. Còn có hai dao thái lát và hai dao thái khúc. Nó sử dụng hai dao thái lát và hai dao thái khúc. Đấy, thì bà con có thể tháo trực tiếp từng dao ra để mình có thể mài sơ qua. Cái này thì bà con chú ý khi mình tháo ra, mình chỉ mài qua 1 đến 2 đường thôi thì nó sẽ sắc trở lại. Chứ không cần mài nhiều nó sẽ mất góc đi. Đấy, thì máy có sử dụng cái bánh đà này. Bánh đà thì bà con có thể thấy độ dày của bánh đà này. Đấy, nó khoảng độ tầm 4 phân, khá là dài. Gần 1 cm. Đấy, bánh đà lớn thì sẽ giúp cho máy nó hoạt động chắc chắn hơn, cũng như chặt những cái thuốc nó được dứt khoát hơn. Còn đấy, thì bên này thì nếu như bà con đã có motor thì có thể mua mối khung về, mình có thể sử dụng chắc khung để thái thuốc. Thì máy khi motor khung thì nó có thể kèm theo dây cu loa cũng như là buli đầy đủ cho bà con.
về mình chỉ có gắn motor vào là sử dụng thôi. Máy thì có máy nhỏ, máy lớn. Đấy thì giá của máy nhỏ thì hiện tại thì nó là 4 triệu một cái, còn máy lớn thì nó là 6 triệu 3. Đấy, thiết kế bằng thép cũng như là có cái độ dày khá là chắc chắn nên bà con sử dụng khi để bầm thuốc thì nó cũng khá là yên tâm. Không lo quá trình khi bầm thuốc nó sẽ nguy hiểm đến người sử dụng. Đấy thì bảo quản máy thì bà con sau khi sử dụng thì mình vệ sinh qua máy cũng như là cắt máy ở nơi khô ráo thì nó sẽ đảm bảo được cái độ bền cao hơn. Đấy thì bà con có nhu cầu mua cái máy thái thuốc Nam thuốc Bắc, một chức năng cũng như hai chức năng, vừa thái lát vừa thái khúc, thì có thể liên hệ bên điện máy Cường Liên, địa chỉ 36 Cổ Điện A, xóm Bạc, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây, 0962 133 888 để được tư vấn và báo giá cụ thể về sản phẩm. Chân thành cảm ơn.